và Indonesia ở trận đấu bóng rổ nữ đầu tiên trong ngày hôm nay. Vào lúc 17 giờ sẽ là cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Malaysia. Trận đấu được diễn ra ở nhà thi đấu Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh, 5-3 dành cho các cầu thủ Thái Lan. Cú đập đến từ Pon Pan. Rất tốt. Tình huống ra bóng ăn điểm trực tiếp của các cầu thủ Thái Lan. Libero của Indonesia đã bỏ bóng và đó là một quyết định không chính xác. Vậy là Indonesia đã ngắt được chuỗi 3 điểm liên tiếp đến từ các cầu thủ Thái Lan. Cú đập đến từ cầu thủ áo số 17. Cắm rất hay. Khoảng cách 3 điểm được khôi phục dành cho các cầu thủ Thái Lan. Tỷ số là 7-4. Tuyệt vời. Chuyền ra sau đầu rất hay của cầu thủ 2 bên phía Indonesia. Ở đây là pha xử lý không cho hàng thủ Thái Lan một cơ hội nào. Tiếp tục là điểm cho Thái Lan, tình huống mà hàng chắn của các cầu thủ Indonesia đã mắc lỗi. Tỷ số là 8-5 cho các cầu thủ Thái Lan. Câu trả lời đến từ Indonesia, 6-8. Đội tuyển Thái Lan không chỉ là đội bóng giàu truyền thống nhất ở khu vực Đông Nam Á mà còn đã từng 2 lần giành huy chương vàng ở giải vô địch châu Á các năm 2009 và 2013. Cú phát bóng hỏng vừa rồi của Indonesia mang đến điểm số tiếp theo dành cho các cầu thủ Thái Lan. Tiếp tục là lỗi đến từ các cầu thủ Indonesia. Bước 1 không tốt đã khiến cho họ gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ số 16. Lỗi vừa rồi đến từ cầu thủ mang áo số 21 Bernadetti. Rất tốt, một cú đập không trúng tâm bóng, đầy ý đồ đến từ cầu thủ bên phía Indonesia, vừa đủ để loại bỏ tay chắn của Thái Lan. 70. Một bóng chuyền nữ tại SEA Games năm nay chỉ có 5 đội tham dự, đó là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Và xử lý quá hay của Pon Pan, cầu chuyền 2 bên phía các cầu thủ Thái Lan. Tình huống dứt điểm ngay ở nhịp chuyền 2 đến từ Pon Pan. Rất thông minh.
sau đó là pha phát bóng không qua lưới. Số 12-8. Này thì các cầu thủ Indonesia sau hai lượt trận đầu tiên họ đã thắng 1 và thua 1. Thắng Malaysia 3-0 và thua Việt Nam 1-3. Cú đập vừa rồi rất tiếc cho Thái Lan. Bóng lại đi ra ngoài. Sẽ có hội ý. Các cầu thủ Indonesia có thành tích 1 thắng và 1 thua sau hai trận đầu, còn các cầu thủ Thái Lan mới chỉ đấu 1 trận và có được chiến thắng. Đó là khiếu nại của Thái Lan. Họ cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn của các cầu thủ Indonesia. Và vừa rồi là một khiếu nại tốt. Điểm số được tính cho các cầu thủ Thái Lan thay vì các cầu thủ Indonesia như quyết định ban đầu của trọng tài. Bóng đã chạm chắn của Indonesia bay ra ngoài. Tỷ số 12-8. Xử lý rất hay, đường truyền đến từ cây truyền hài đã giúp cho các cầu thủ Indonesia có một pha đập nhú ghi điểm. Tỷ số 92. Tuyệt vời. Thì một pha dứt điểm tốt nữa, đó là cú đập của Acharapon Kongyot, đội trưởng bên phía Thái Lan. Tiếp tục là một tình huống phát bóng. Như vậy trọng tài xác định bóng đi ra ngoài. Vậy tiếp tục là khiếu nại lần này đến từ các cầu thủ Indonesia. Khiếu nại không thành công, bóng ở trong sân. Điểm được tính cho các cầu thủ Thái Lan. Sẽ là hội ý khi tỷ số đang là 14-10 nghiêng về các cầu thủ Thái Lan. Indonesia ở 7 kỳ SEA gần nhất thì họ có 6 lần là giành được tấm huy chương đồng. Năm 2017 là năm duy nhất mà họ có được tấm huy chương bạc. Xét về trình độ, Indonesia lép vế hoàn toàn so với Thái Lan. Tuy nhiên so với các đối thủ trong khu vực thì đây cũng là một đội bóng rất đáng gờm. Hướng phát bóng đến từ cầu thủ mang áo số 19, Chatchuon. Rất hay, có dứt điểm ngoài tầm chắn của Thái Lan. Tình huống đánh dọc dây. Cú đánh đến từ cầu thủ mang áo số 17, Nufadila. Điểm số dành cho Thái Lan khi đó là tình huống đập bóng đi ra ngoài.
tiếc cho Indonesia khi mà họ đã có một pha phòng ngự hàng sau rất ổn. Tình phát bóng của Wanichaya Yong Tong Lang. Điểm cho Indonesia, pha chắn bóng rất tốt đến từ cầu thủ mang áo số 7. Đó là Nabila. Indonesia vẫn đang bám đuổi với khoảng cách 4 điểm. Tiếp tục một tình huống chắn bóng tốt của Nabila. Rất tiếc là cú đập của Megawati vừa rồi bóng lại đưa bóng đi ra ngoài. Cú đập hướng về cuối sân. Nhưng dường như bóng đã chạm. Không phải. Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài. Điểm số 16-11 dành cho Thái Lan. Bóng không qua lưới từ pha dứt điểm của Nabila, người đã có liên tiếp những tình huống chắn bóng tốt. Amalia Nabila đã không thể dứt điểm qua lưới trong tình huống vừa rồi. Đổi về điểm. Không phải, vẫn là điểm số cho Thái Lan 17-11. Tiếp tục là một điểm nữa cho Thái Lan. Một phát bóng rất quái. Bóng đi rất khó chịu với cuối sân. Cảm giác bóng không tốt của hàng phòng ngự bên phía Indonesia. Vẫn là pha ra bóng đến từ Acharabon Kongyot. Acharabon cũng là đội trưởng của Thái Lan lúc này. Đập bóng đi ra ngoài. Megawati đã có một pha xử lý không tốt từ vị trí số 3. Thằng đánh thì cách biệt với điểm số đang càng nới rộng. Như vậy sẽ có khiếu nại đến từ các cầu thủ Indonesia. Họ cho rằng đó là pha bóng đã chạm tay hàng chắn của Thái Lan. Cùng xem lại tình huống quay chậm. Vậy bóng đã không chạm chắn của Thái Lan. Điểm được tính cho Thái Lan 19-11 và vẫn là cầu ra bóng của đội trưởng, đó là Acharabon Kongyot. Thái Lan đã có được tới 4 điểm từ cầu ra bóng của Acharabon Kongyot. Lần này thì bóng đã chạm chắn của hàng thủ Thái Lan và cũng ngoài tầm với của libero. Indonesia đã ngắt được mạch lên điểm của đối thủ. Tỷ số 12-19. Bước 1 không tốt nhưng đã được sửa sai bởi các đồng đội đến từ Thái Lan. Đường truyền rất hay của truyền hài Ponpan. Và cú đập lỏng này đánh lừa hàng thủ của Indonesia. 20-12. Cầu thủ mới vào sân Chitapon Palamak sẽ là người phát bóng. Tỷ số 20-12. Bóng đã đi ra ngoài. Đổi về điểm về cho Indonesia 13-20. Bóng
dứt điểm và đó là điểm số dành cho Thái Lan. Cầu thủ hai Pon Pan thực sự đang làm việc quá tốt. Đường chuyền vô cùng hợp lý. Lần này là câu trả lời của Indonesia. Đó là cú đập của Luis Idahani. Tình huống đập xuyên chắn của Thái Lan đối với điểm 14-21 cho Indonesia. Và phát bóng đến từ cầu thủ Indonesia. Tình huống phát bóng khá khó chịu. Cơ hội để tiếp tục rút ngắn tỷ số. Đến lượt Thái Lan, pha bỏ nhỏ không thành công. Vẫn là cơ hội cho Thái Lan. Tình huống xử lý chưa thể thắng được phòng ngự của Indonesia, nhưng vừa rồi hàng chắn của Thái Lan hoạt động rất tốt. Hàng chắn đôi đã đánh bại được tay đập Megawati của Indonesia. Người có được pha chắn bóng tốt đó là số 14 Chittapon. Giờ sẽ là tình phát bóng của cây truyền hai Pon Pan. Đường chuyền của Pon Pan vẫn là bóng trong cuộc, cơ hội cho Indonesia. Nỗ lực của Thái Lan, nỗ lực phòng ngự để nuôi hy vọng trong tình huống này. Vẫn là Thái Lan cơ hội. Bóng đập chắn của Indonesia đi ra ngoài. Pha bóng mà cầu thủ đối chuyền của Thái Lan đã xử lý hợp lý. Cái đường chuyền ra sau đầu đó là Wanichaya. Tiếp tục là tình huống phát bóng đến từ Pon Pan. Rất nỗ lực. Vẫn là cao thủ Thái Lan. Cơ hội thứ 3. Tình huống nhảy đập từ hàng sau, bóng chạm lưới. Vẫn còn trong cuộc. Cơ hội cho Indonesia. Và cuối cùng thì điểm số đã thuộc về cao thủ Indonesia với cú đập của Megawati. Trước đó thì cao thủ Indonesia tưởng như đã có được điểm số. Tuy nhiên phản xạ của hàng thủ Thái Lan trong tình huống vừa rồi rất đáng nể. Tỷ số 15-23. Lập rất mạnh. Hàng chắn của Indonesia đang làm tốt. Sau đó là áp lực khiến cho Thái Lan mắc sai lầm. Cú đập này của Acharapon đến ở tư thế khá với. Thái Lan khiếu nại, họ cho rằng bóng mất chạm tay chắn của Indonesia. Đúng là như vậy. Khiếu nại chính xác đến từ Thái Lan và điểm số cho đội bóng xứ chua vàng. Tỷ số là 24-15. Và phía trước sẽ là set point dành cho Thái Lan. Vậy sẽ có hội ý từ Indonesia ngay trước khi Thái Lan có điểm set point. Thank you.
Bắt bước 1 không tốt của Indonesia. Và như vậy chiến thắng của set 1 đã thuộc về các cầu thủ Thái Lan với tỷ số là 25-15. Và phát bóng tốt của Chachon. Chachon một trong những cầu thủ trẻ nhất bên phía các cầu thủ Thái Lan. Chiến thắng 25-15 cách biệt dành cho Thái Lan ở set đầu. Vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together strong as all is this year. Chúng tôi cùng đến với những diễn biến ở set đấu thứ hai. Rất tiếc cho tình huống phòng ngự vừa rồi của Indonesia. Tình huống mà libero của họ đã làm rất tốt với pha phòng ngự. Tuy nhiên sự lúng túng đến từ các đồng đội của cô khiến cho Indonesia để mất điểm 1-0 cho Thái Lan. Tỷ số là 2-0. Giờ là điểm số đầu tiên dành cho Indonesia ở set đấu thứ hai này, ở với điểm 1-2. Dứt điểm tốt, cú đập ở vị trí số 4. Tỷ số 3-1 dành cho Thái Lan. Đó là cú đánh đến từ Chachon, cầu thủ sinh năm 1999. Chachon cũng là cầu thủ trẻ bậc nhất trong đội hình của Thái Lan. Tiếp tục cũng là tình huống dứt điểm ở vị trí số 4 của cầu thủ bên phía Indonesia, đó là Luis Idahani. Ở đầu mỗi set thì Indonesia thường chơi tốt và có một thế trận bám đuổi với Thái Lan. Đối với điểm cho Indonesia 2-3. Lần này là một quyết định chuẩn xác đến từ Chachon. Phá bỏ bóng sau khi có cảm giác rằng tình huống phòng ngự của Indonesia đã đưa bóng đi ra ngoài. 4-2 cho Thái Lan. Cú phát bóng của đội chuyền hai Ponpan. Set 1 thì cầu phát bóng của Ponpan có lúc đã giúp cho Thái Lan lên một lúc tới 5 điểm. Đường chuyền khó của chuyền hai Tisya Amaya Putri. Đường chuyền với ý đồ ra sau đầu để đồng đội thực hiện ở vị trí số 2. Tuy nhiên cảm giác bóng của Tisya trong tình huống rồi lại không tốt. 5-2 cho Thái Lan. Cơ hội dành cho Indonesia rất tốt. Pha đập chủ động đưa bóng vào tay chắn của Thái Lan đi ra ngoài.
người vừa có được pha dứt điểm đó là Yuris Idayani Narita. 3-5 đổi về điểm cho Indonesia. Tỷ số 6-3 một lần nữa. Thái Lan có được khoảng cách 3 điểm. Vẫn là cú đập hiệu quả đến từ Chachuon. Chính Chachuon là người thực hiện cú phát bóng này. Phát bóng quá mạnh. 4-6 dành cho Indonesia. Số là 7-4. Tình huống phối hợp dứt điểm nhanh đến từ Thái Lan. Vẫn là sự biến hóa đến từ cây truyền hài Ponpan. Vừa rồi là điểm số của Thát Đào. Bóng đã chạm lưới cùng với tay của cầu thủ Tisca bên phía Indonesia. Tình huống nỗ lực của cây truyền hai bên phía Indonesia. Số 8-4 và sẽ là một lần khiếu nại của cầu thủ Indonesia. Như vậy đúng là tay của Tisca đã chạm lưới khi thực hiện nỗ lực cứu bóng. Khiếu nại không thành công của Indonesia, 8-4 cho Thái Lan. Bóng đi ra ngoài. Điểm cho Thái Lan 9-4. Hai cú đập liên tiếp đến từ Widasiti Mufadila. Đó là cú đập trong tư thế không thực sự thoải mái. Đó là điểm số dành cho Indonesia, ngắt được mạch lên điểm của đối phương. Phải dựng điểm đến ở vị trí số 4. Người có được cú đập vừa rồi đó là Amalia Nabila. 5-10 đối với điểm cho Indonesia. Cú đập rất uy lực. Tôi thấy rằng những đường bóng đến từ cây truyền hai Ponpan luôn đặt đồng đội vào những vị trí vô cùng thoải mái. Cú đập của Pipichaya Kotram. Hàng chắn của Indonesia đã không thể theo kịp được tư duy chuyền bóng của Ponpan. Ponpan thực sự là người kế thừa xứng đáng đối với cây truyền hai trước đây của Thái Lan là Nusara. Rồi là điểm số đến từ Indonesia. Này là pha xử lý thông minh đến từ Tisca, cây truyền hai của Indonesia. Như vậy là Sinita bên phía Indonesia đã vào sân. Tỷ số 6-1 và chính cây truyền hai Tisca sẽ là người ra bóng. Bước một hỏng của libero bên phía Thái Lan. Đó là Pianut Panoi, nhưng Indonesia lại không tận dụng được cơ hội này, rất tiếc. Xử lý có phần vội vàng trên lưới đến từ Megawati. Phát bóng của Pipichaya Kotram.
rất mạnh đẩy vào hàng chắn của Thái Lan đi ra ngoài. Và bám chắn tốt của Thái Lan, tuy nhiên lực đánh của thủ mang áo số 3 Melotti, chủ công bên phía Indonesia, quá mạnh. Tình huống đập lao vị trí số 4 không thể cản phá. 71, hai điểm liên tiếp của Indonesia. Quá thông minh. Đó là một cú đập phải nói là vô cùng tư duy đến từ cầu thủ Thái Lan, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Indonesia khi mà tất cả hàng thủ Indonesia đều mong chờ một tình huống đập cắm. Thì Chitapon lại đưa bóng về cuối sân vừa rồi, lại là tình huống phát bóng hỏng của Thái Lan. Tỷ số 82. Đây là lứa thế cận của bóng chuyền Thái Lan sau thế hệ vàng, giành tới 2 tấm huy chương vàng ở giải châu Á, đánh bại đối thủ Nhật Bản, Trung Quốc ở các trận đấu chung kết năm 2009 và 2013. Tình huống dạo bóng tốt đến từ Indonesia, thêm một điểm số nữa, 92. Dạo bóng của Sela Onan, thủ mới vào sân. Cú đập rất hay. 13-9 cho Thái Lan. Tiếp tục là những tình huống dứt điểm dễ dàng ở vị trí số 4. Con Pan là người phát bóng, bóng đi ra ngoài. Tình huống với ý đồ phát bóng hiểm của Con Pan không thành công. Dẫn trước ở khoảng cách tương đối an toàn, cầu thủ Thái Lan đang mạo hiểm hơn trong tình huống phát bóng của mình. Tỷ số đổi về điểm về cho Indonesia 10-13. Cú nhảy phát bóng đến từ Indonesia thì đã bị hóa giải rất dễ dàng bởi các cầu thủ Thái Lan. Và xử lý bóng nhú rất ấn tượng. 14-10. Thái Lan luôn sản sinh ra những cơ chuyền hài vô cùng đẳng cấp. Sau Nusara giờ là Potpan. Và chuyền bóng này của Libero Pianut cũng vô cùng ấn tượng, mang đến cơ hội đập bóng dành cho Pimpichaya. Tiếp tục là điểm số cho Thái Lan 15-10. Phạt bóng rất khó chịu, bóng đi liệng, chỉ la la phần trên của lưới và khiến cho phòng ngự của các cầu thủ Indonesia phải lúng túng vô ý khi tỷ số là 16-10. Số 4, bóng đi ra ngoài. Cú đập hỏng của Julius Irayani, 17-10 cho Thái Lan. Càng đánh thì khoảng cách với điểm số càng nới rộng. Diễn biến rất giống với ở set 1 khi mà
đẳng cấp của hai đội có một sự chênh lệch không hề nhỏ. Cơ hội cho Thái Lan, dứt điểm từ hàng sau, tiếp chuẩn xác, và Indonesia là đội có điểm. Tiếp tục là Yulis Idayani với một cú đập có thể nói là đánh bại hàng chắn của Thái Lan. Cú đập bung chắn thoát đảo và người đã không thể bám chắn thành công trong tình huống vừa rồi. 11-17. Quá hay, pha phối hợp của Thái Lan vô cùng thanh thoát nhờ có sự xuất hiện của cầu thủ hai Pon Pan. Thát Ao là người có được pha dứt điểm vừa rồi, cú đập rất cắm. Mà cũng chính Thát Ao sẽ là người phát bóng. 18-11. Thì một pha xử lý vô cùng lung tung từ hàng sau của Indonesia. Lỗi lần này thuộc về libero, đó là Ota. Thì phát bóng của Indonesia luôn tỏ ra rất khó chịu, không nhất thiết phải là những tình huống nhảy phát bóng. Cú đập từ hàng sau, bám chắn tốt đến từ Thái Lan. Dứt điểm từ vị trí số 3 đã bị bắt bài. Tiếp tục là cầu phát bóng của Thát Đào, vẫn là sự lúng túng từ libero bên phía các cầu thủ Indonesia. Đường truyền hơi khó của Pon Pan dành cho Pipichaya, bóng vẫn trong cuộc. Và xử lý hơi hiền của Thái Lan mang đến cơ hội dành cho Indonesia. Rất chống trải và đội trưởng Acharapon Kongyot đã không bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Một chuyến sau đầu của Pon Pan đã đánh lừa được hàng chắn của Indonesia. Và Yola là người đã bất lực trong tình huống bám chắn vừa rồi. Tiếp tục là Thát Đào bám chắn. Tiếp tục một pha bóng rất khó chịu, bóng chỉ la la mép lưới. Điểm số dành cho Thái Lan. Tình huống phát bóng của Thát Đào thực sự đang gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự của Indonesia. Và sẽ có hội ý lần tiếp theo đến từ Indonesia. Họ đã để thua liền 6 điểm liên tiếp. Nữa dành cho Thái Lan. Đường truyền loại bỏ hoàn toàn hàng chắn của Indonesia. Không có bất cứ ai có thể theo chắn cho tình huống vừa rồi đối với Acharapon đội trưởng. Quả bóng cho thấy đẳng cấp vượt trội của Thái Lan trước Indonesia. 23-11. Tiếp tục là cú phát bóng của Thát Đào. Đó là một pha bám chắn tốt đến từ Indonesia, ngắt được mạch lên điểm của đối thủ.
Nabila và Yola là những người đã bám chặt tốt trong tình huống vừa rồi. Mạch lên 7 điểm liên tiếp của Thái Lan đã bị chặn đứng, nhưng họ cũng chỉ còn cách chiến thắng ở set 2 đúng 2 điểm thắng nữa mà thôi. Tỷ số 12-23. Hai mươi bốn mười hai cho Thái Lan. Điểm số của Thái Lan đã gấp đôi Indonesia và chỉ cần một điểm nữa để có thể kết thúc trận đấu thứ hai này. Cầu thủ dự bị của Thái Lan đã được vào sân. Cầu chuyền hai Pompan cũng được rút ra nghỉ. Là điểm số của Thái Lan theo quyết định của trọng tài là xác định rằng hàng chắn của Thái Lan đã chắn bóng đập người các cầu thủ Indonesia đi ra ngoài. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là bóng đã khẽ chạm vào người của Yola, mà như vậy đó là điểm số quyết định trận đấu, chiến thắng 25-12 dành cho Thái Lan. Chiến thắng rất cách biệt của trận đấu thứ hai. Sau hai trận đấu thì Thái Lan đang dẫn trước Indonesia với tỷ số 2-0. Họ đang có những bước tiến vững chắc trong hành trình đến với chiến thắng thứ hai tại giải. Xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together strong as all is this year. Together we will fall. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together, hand in hand, we're running right. Together, we are high to the finish line. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Let's shine. Ánh mắt nụ cười tươi dạng người tình bạn muôn nơi. Đấu thứ ba với tỷ số 3-0 dành cho Thái Lan. Rất nhanh các cầu thủ Thái Lan đã tạo ra một lợi thế tương đối lớn trước đối thủ. Đường chuyền của Pompan, đó là một cú đập tốt từ vị trí số 4. Và đập của Chachuon. Tình huống đập bóng của Chachuon ở vị trí số 4 đạt được một hiệu suất ghi điểm rất cao.
đang được các cầu thủ Indonesia yêu cầu sau khi họ thua liền 4 điểm ở đầu set đấu thứ hai này. Các bạn, set đấu thứ ba. Thế trận như thế này thì mục tiêu của Indonesia có lẽ chỉ là kiếm được nhiều điểm số càng tốt. Họ vừa có được một điểm từ Amalia. Amalia tận dụng được lợi thế bật nhảy trước của mình. Đối với điểm cho Indonesia 1-4, điểm đầu tiên của họ trong set 2. Cú phát bóng của cầu thủ 2 Tisia tuyệt vời. Thêm một pha chuyền bóng loại bỏ hoàn toàn hàng chắn của Indonesia đến từ Ponpan. 5-1 cho Thái Lan. Cú đập ở vị trí số 3 đến từ đội trưởng Acharapon Kongyot. Pha bóng của Thát Đao, bóng trong sân. Thát Đao đã ghi được rất nhiều điểm từ phát bóng ngày hôm nay. Trong trận đấu thứ hai có lúc Thái Lan đã lên được một chuỗi điểm 7 điểm liên tiếp từ cầu phát bóng của Thát Đao. Tình huống phát bóng hướng bóng về cuối sân rất khó chịu. Bám chắn tốt, ý đồ chuyền bóng của Tisia đã bị bắt bài bởi hàng chắn của Thái Lan. Tỷ số 7-1. Cầu phát bóng của Thát Đao vẫn luôn đem lại may mắn dành cho Thái Lan. Ở cả 3 trận đấu, khoảng cách đã là 6 điểm. Rất tốt, một lần nữa hàng chắn của Thái Lan lại làm việc hiệu quả. Lần này người có được tình huống chắn bóng đó là Tichakon. Tình huống chuyền bóng của cây chuyền 2 Tisia thường xuyên bị hàng chắn của Thái Lan đọc được. 8-1. Vẫn là Thát Đao với cú phát bóng. Lần này bóng đã đi ra ngoài, rất tiếc. Tình huống phát bóng mạo hiểm của Thát Đao. Nếu như bóng ở trong sân thì sẽ là một mối lo rất lớn với hàng thủ Indonesia. Tuy nhiên vừa rồi là điểm số dành cho Indonesia. Muốn nhảy phát bóng của Amalia. Tuyệt vời. Đường chuyền quá hay của Ponpan. Đó là tình huống xử lý vô cùng dứt khoát. Người vừa có được điểm số lại là Tichapon. Và chính Ponpan sẽ là người thực hiện cú phát bóng này. 9-2. Hướng xử lý thông minh đến từ Megawati. Megawati là người chơi hay nhất bên phía Indonesia từ đầu trận. Tình huống xử lý không cần phải dùng nhiều sức mạnh, vừa đủ để hàng chắn của Thái Lan không thể hoàn thành nhiệm vụ. Yola phát bóng với tỷ số 3-9. Tuyệt vời. Cú đập cắm không thể cản phá của tài năng trẻ Chachuon. Tình huống đập bóng ở vị trí số 2. Bóng nằm trên chắn của Indonesia. Chachuon phát bóng. Đập của Megawati. Thêm một lần nữa thì hàng chắn của Thái Lan làm việc quá hiệu quả. Và vẫn là Tichakon. Tichakon không thi đấu nhiều ở hai set đầu, nhưng ở set 3 này cô đang chơi rất ấn tượng, đặc biệt là ở khả năng chắn bóng. Tỷ số 13 cho Thái Lan.
bóng trong sân. Vật bóng của Thái Lan luôn hướng về những vị trí rất sâu ở cuối sân và luôn đưa các cầu thủ Indonesia vào một trạng thái bối rối trong việc phán đoán điểm rơi của bóng. 12-3 dành cho Thái Lan. Đó là điểm số của Thái Lan. Khoảng cách đã là 10 điểm rồi. Cú đập đi ra ngoài đến từ Puyayani. Mười ba ba và đây có thể sẽ là một trận đấu với cách biệt thậm chí còn nhiều hơn ở trận đấu thứ hai. Hội ý đến từ các cầu thủ Indonesia. Xử lý tốt đến từ cầu thủ bên phía Indonesia. Pha bóng bỏ nhỏ ở vị trí số 2. Chứa bạn ở vị trí số 4. Tỷ số lúc này đó là 43. Họ đã ngắt được mặt đền điểm của Thái Lan. Megawati với cú nhảy phát bóng của mình. Rất tiếc bóng đi ra ngoài. Tỷ số 14-4 đối với điểm cho Thái Lan. Nỗ lực để duy trì đường bóng đến từ Indonesia. Rất cố gắng nhưng không thể phòng ngự trước những cú đập liên tiếp của Thái Lan. 15-4. Lần này cú đập đến từ Thát Đào. Rất nhiều tình huống phối hợp ở vị trí số 3 khiến cho hàng thủ của Indonesia bất lực. Điều này là câu trả lời của Indonesia. Cú đập của Wida Siti Nufadila. Tiếp theo dành cho Indonesia không được. Lần này thì người chắn bóng thành công là Thát Đào. Để lần thứ 5 trong trận đấu thứ 3 này, các cầu thủ Thái Lan có được điểm số từ chắn bóng. Đội trưởng Acharapon Kongyot sẽ là người thực hiện cú phát bóng này. Tỷ số 16-5. Dứt điểm tốt Winda City Nufadila khiến cho khoảng cách được rút ngắn xuống còn 10 điểm. Sự thay đổi người bên phía cả hai đội. Cầu thủ trụ cột bên phía Thái Lan như đội trưởng Acharapon hay cơ truyền hài Phonphan đã được cho ra nghỉ. Tỷ số 6-16.
Tuyệt vời. Điểm số ấn tượng của Indonesia, một cú đập không hề dễ dàng. Tuy nhiên Megawati đã làm rất tốt. Rất hay. Cú bỏ nhỏ loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Indonesia. Và xử lý đến từ Thát Đào. Mười bảy bảy nghiêng về các cầu thủ Thái Lan. Tình huống bước một không tốt của Indonesia khiến họ phải hứng chịu thêm một pha tấn công rất uy lực đến từ các cầu thủ Thái Lan. Người vừa có được cú đập đó là Pim Pichaya. Lỗi rất lung tung đến từ hàng phòng ngự của Indonesia. Tình huống rót bóng về cuối sân sau cú giao bóng luôn mang đến rất nhiều khó khăn cho Indonesia từ đầu trận. Vừa rồi một tình huống nhảy phát bóng rất thông minh, không phải là quá mạnh, tuy nhiên điểm rơi lại vừa đủ để loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương. Indonesia có thêm một điểm đến từ Amelia. Tỷ số là 89. Tisha sao bóng. Đó là lỗi từ hàng chắn của Thái Lan. 9-19, thêm một điểm số nữa dành cho Indonesia. Tỷ số 29, vẫn là những pha phối hợp tương đối dễ dàng của các thủ Thái Lan. Cầu chuyền hai dự bị Yutarat Mungchipila cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lại là cầu phát bóng của Thát Đào. Bóng đi ra ngoài. Tình huống chuyền hai hơi thấp khiến cho Indonesia không thể có một pha tấn công tốt. 21-9 cho Thái Lan. Đập từ vị trí số 2. Tiếp tục là Indonesia. Và đó là pha xử lý tốt của Amelia. Tỷ số 10-21. Ở cơ hội thứ 2, khi mà không có ai bám chắn, Amelia đã mang về điểm số cho Indonesia. 10-21. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng đến từ Thái Lan. Cơ hội vẫn thuộc về Indonesia. Megawati là người có được cú đập rất mạnh vừa rồi. Số 11-21. Indonesia nhìn chung có hai cầu thủ tấn công khá ấn tượng, đó là Megawati và Amelia. Đây là đội bóng đã để thua Việt Nam với tỷ số 1-3 ở lượt trận đầu.
số là 22-11 cho Thái Lan. Ra ngoài 12-22 cho Indonesia. Hai tình huống phát bóng hỏng liên tiếp đến từ cầu thủ hai đội. Ponpan trở lại sân cùng với đội trưởng Acharapon. Rất dễ dàng dành cho Chachuon khi những cầu thủ trụ cột trở lại Thái Lan ngay lập tức có được một điểm số dễ dàng. Đường chuyền ra sau đầu của Ponpan đặt Chachuon vào một vị trí dứt điểm quá dễ dàng ở vị trí số 2. Vẫn còn không được. Rất cố gắng nhưng Ponpan đã không thể phòng ngự thành công. Tỷ số 20 đó là 13-23 đổi về điểm cho Indonesia. Rất trống trải. Thì một đường chuyền loại bỏ hàng chắn Indonesia đến từ Ponpan, người có được cú đập dễ dàng vừa rồi. Đó là Pichakon. Matchboy đến với các cầu thủ Thái Lan. 24-13. Indonesia vẫn ở lại trận đấu thêm một điểm nữa. Ít nhất là như vậy. Tỷ số 14-24. Vẫn là Matchboy đến với Thái Lan. Lần này họ sẽ có cơ hội tấn công khi mà đối thủ giao bóng. Đó là điểm số kết thúc trận đấu này. Chiến thắng ở xếp 3 25-14 dành cho Thái Lan. Để họ có được chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này là 3-0. Trận đấu với những chiến thắng ở các xếp đều rất cách biệt, 25-15, 25-12 và 25-14 dành cho Thái Lan. Chiến thắng thứ hai liên tiếp của Thái Lan từ đầu giải giúp cho họ có được một lợi thế lớn trong cuộc đua cạnh tranh tấm huy chương vàng ở nội dung bóng chuyền nữ trong nhà.